chào cô dâu hiền xinh đẹp, chú rể thảo tài ba. Kính chào quan viên hai họ gần xa, và đặc biệt là quan viên gia đình họ nhà cái đã mất chút thời gian riêng tư, thời gian vàng ngọc của mình để cùng hội tụ đông đủ trở về đây tại đèo Pha Đin, xã Mường É, huyện Thuận Châu của tỉnh Sơn La để cùng tham gia tham dự chương trình lễ mục quỳ của cô dâu Thị Mai, sinh viên cùng với chú rể Văn Sơn trong buổi trưa ngày hôm nay. Và chúng tôi là những người làm chương trình. Và lời nói đầu tiên, cho phép Đức Duy và Kim Dung thay mặt cho ekip tình hình chương trình xin được gửi tới toàn thể quý vị quý khách lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng. Dạ vâng, kính thưa quý vị, ai chắp cánh cho chim bay về tổ, ai mở đường cho đôi bạn trẻ đến với nhau, mà nhìn nhau thì biết nói gì đâu, chỉ có ánh mắt bắt cầu tình yêu. Kim Dung và Đức Duy xin nguyện làm cơn gió chiều để thổi bùng ngọn lửa tình yêu bắt đầu. Vâng ạ, và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị quý khách cùng hướng mắt của mình về phía cánh cổng hoa, theo cùng vang lên những tràng vỗ tay thật cao thật lớn để chào đón tôi tân lang, tân gia nhân đẹp nhất, hạnh phúc nhất và dạng người nhất trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là cô dâu Thị Mai, chú rể Văn Sơn. Xin được trân trọng kính mời. Phía gia đình họ nhà cái có ông Lường Văn Thông và bà Lường Thị Khoan là thân thích của mẫu của cô dâu xinh đẹp Thị Mai, sẽ bước lên sân khấu và đứng cạnh người con gái xinh đẹp của mình. Xin được trân trọng kính mời. Về phía gia đình nhà trai có ông Quảng Văn Hiệp và bà Lường Thị Thiêm là thân thích phụ mẫu của chú rể Văn Sơn, cũng sẽ di chuyển lên sân khấu tình yêu và đứng cạnh người con trai yêu quý của mình. Xin trân trọng kính mời. Với ngày một lần nữa chúng ta cùng vang lên những tràng vỗ tay thật cao thật lớn để chào đón đại diện hai bên gia đình cả nhà mình ơi. Quý khách đã có mặt trong buổi trường ngày hôm nay, xin mời đại gia đình chúng ta đã cùng cúi đầu một cái thật sâu nữa để gửi lời chào nào, xin mời. Dạ vâng, kính thưa quý vị, như vậy là những nhân vật quan trọng nhất trong buổi trưa ngày hôm nay đã có mặt trên sân khấu tình yêu rồi. Một lần nữa trong ban tổ chức xin được nồng nhiệt chào mừng, chào đón toàn thể quý vị quan khách đã cùng bớt chút thời gian riêng tư, thời gian vàng ngọc của mình và đã cùng hội tụ đông đủ về đây tại bản đèo Pha Đin, xã Mường É, huyện Thuận Châu để tham dự lễ vu quy trăm năm hạnh phúc của cô dâu Thị Mai, sánh duyên cùng chú rể Văn Sơn. Sự hiện diện cao quý của toàn thể quý vị chính là món quà vô cùng hạnh phúc, vô cùng ý nghĩa dành cho cô dâu chú rể cũng như là hai bên gia đình. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức cũng như là tiếp đón chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót, mong rằng quý vị sẽ thông cảm và bỏ qua cho gia đình cũng như là ban tổ chức ạ. Kính thưa quý thân mến, và như vậy là tình yêu của hai bạn hôm nay đây cũng đã đủ năm, đủ tháng, đủ ngày, đủ tiền, đủ gạo, đủ đào đạp chồng, đủ công làm vợ, đủ cả chữ nợ lẫn chưa duyên. Và đám cưới như ngày hôm nay là minh chứng cho tình yêu đó. Kính thưa quý thân mến, hôm nay được xem là ngày thật đẹp, tháng thật lành, ngày 13 tháng 1 năm 2024, tức ngày 3 tháng 12 năm Quý Mão, được sự cho phép của cơ quan chính quyền địa phương, sự đồng tình của hai bên gia đình, sự nhất trí của cô dâu chú rể, và đặc biệt hơn nữa là sự chứng kiến của đông đảo toàn thể quý vị quý khách. Và chúng ta đã cùng hội tụ đông đủ trở về đây. Chị Kim Dung ơi, không để quý vị phải đợi chờ thêm một giây phút nào nữa, ban tổ chức xin được trân trọng tuyên bố tết vui quy của cô dâu Thị Mai, sánh duyên cùng với chú rể Văn Sơn. Văn Sơn, Thị Mai, chính thức được bắt đầu. Xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng vang lên những chào vỗ tay thật cao thật lớn để chúc mừng cho đại gia đình nha. Xin mời đại gia đình của chúng ta sẽ cười thật tươi lên nha. Và
thêm thành viên mới. Dạ vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay đây, ngoài những lời chúc tốt đẹp của toàn thể quý vị thì cô dâu chú rể còn đón nhận được những tình cảm hết sức đặc biệt của gia đình. Và ngay sau đây trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng hướng ánh mắt của mình lên sân khấu tình yêu và chứng kiến món quà đầu tiên được trao bởi chị Thảo. Xin mời chị Thảo sẽ di chuyển lên sân khấu tình yêu cùng phần quà của mình để gửi tặng cô dâu chú rể. Trân trọng kính mời. Với các bạn tiếp nối chương trình, sau đây sẽ đến với phần quà được trao bởi em Sơn là em trai của cô dâu, cũng sẽ có những phần quà được gửi gắm đến anh chị của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng ạ, xin trân trọng kính mời em Sơn sẽ di chuyển lên sân khấu tình yêu của cùng với phần quà của mình để gửi tặng cho cô dâu chú rể. Vâng, và tiếp nối chương trình, sau đây xin được trân trọng kính mời và bước lên sân khấu gia đình bác Luân Vân, cũng như là món quà đến từ anh Quang, sẽ có những phần quà được gửi gắm đến hai cháu cũng như là anh chị của mình, hai em của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa quý vị, quả đúng thật là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Và nhân ngày vui, ngày trọng đại ngày hôm nay đây thì những người làm cha, làm mẹ, làm bác, làm chú, làm anh, làm chị lại có những phần quà để gửi tặng cô dâu chú rể. Chúng ta đã chứng kiến phần quà được trao bởi gia đình bác Luân Vân cũng như là anh Quang đã có những phần quà rất tuyệt vời để gửi tặng cô dâu chú rể. Và tiếp theo, xin mời di chuyển lên sân khấu gia đình chú Trung Học cũng sẽ di chuyển lên sân khấu tình yêu cùng với phần quà của mình để gửi gắm tới hai con, hai cháu ạ. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý thân mến, quả đúng thật là công cha cao tận bằng trời, như mẹ như nước, người người biển đông. Công cha nghĩa mẹ sinh thành, làm con phải nhớ ngọt ngành nghe con, làm sao đạo nghĩa vuông tròn. Thảo thơm khi cha mẹ vẫn còn nơi đây, cùng nhau vun đắp rừng xây, làm cho tổ ấm của mình lúc nào cũng tràn đầy niềm vui nhẹ hai bạn. Vâng, kính thưa quý vị, và nước biển mênh mông khóc nấc đầy tình mẹ, công cha nghĩa mẹ muôn đời ghi sâu, công nghĩa sinh thành muôn thuở nào quên, mau sao cho hai con được đền đáp, xứng đáng rể Thảo đẹp tên dâu hiền. Vâng ạ, và một lần nữa thay mặt cho cô dâu chú rể, chúng em chúng con xin là lòng trọng cảm ơn phần quà được trao bởi chị Thảo cũng như là em Sơn. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn gia đình bác Luân Vân. Xin được trân trọng cảm ơn món quà đến từ anh Quang cũng như là gia đình chú Trung Học. Thay lời chào cô dâu chú rể, chúng em chúng con chú cháu xin lòng trọng cảm ơn những tình cảm của mọi người rất nhiều. Và tiếp theo đây, xin mời cô dâu chú rể sẽ tiến về bàn tiệc rượu để thực hiện nghi lễ rót rượu sâm panh. Xin trân trọng kính mời. Chào từ lớn cho chú rể cả nhà ơi. Xin mời hai bạn sẽ cùng tay trong tay rót tràn tháp ly rượu đi ạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị, có một câu nói mà mình dùng rất là tâm đắc, đó chính là hàng trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Và những người chúng ta từng gặp không hẳn là ngẫu nhiên. Rồi đến cuối cùng thì ai trong số chúng ta cũng muốn ở cạnh một người bình thường mà thôi. Một người không quá hoàn hảo, không cần phải hứa hẹn nhiều về tương lai. Một người chỉ cần ngồi cạnh ta những lúc ta mệt mỏi, khó khăn nhưng luôn nhẫn nại. Một người có thể lắng nghe tất cả mọi thứ, cũng có thể nói hết mọi thứ cùng ta. Một người luôn cố gắng cùng ta vun đắp, luôn trân trọng, bao dung và thấu hiểu. Xin mời chú rể. Rồi chân sông cũng lội mà bạn đèo cũng qua, thương nhau bên rặng che già, sông rơi ướt áo hai ta chưa về, hai ta giữ chặt lời thề, trăm năm hạnh phúc mẹ cha vui lòng. Mà thương nhau thì không kể giàu nghèo,
Thương nhau thương mãi đến tóc phai màu vẫn còn thương nhé hai bạn. Vâng ạ, và sau khi rót xong, xin mời cô dâu chú rể, hai bạn sẽ cầm lấy mỗi người hai ly rượu. Cô dâu sẽ mời bố mẹ chồng, chú rể sẽ mời bố mẹ vợ. Sau đó hai bạn sẽ cầm lấy mỗi người một ly. Kính thưa quý thân mến, quả đống thật là chữ chung thì để phần cha, chữ hiếu phần mẹ, đôi ta chữ tình. Sau đây, những ly rượu hiếu thảo sẽ được dâng lên đấng sinh thành. Và xin mời đại gia đình của chúng ta sẽ cùng quay tròn và chạm ly nhau đi ạ. Quay tròn